Hơn 150 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa vừa tham gia lễ ra quân tuổi trẻ Bà Rịa tiên phong chuyển đổi số, chương trình do thành đoàn thành phố Bà Rịa tổ chức. Tại lễ ra quân, thành đoàn thành phố Bà Rịa ra mắt hai đội tình nguyện chuyển đổi số công cộng, thí điểm của đoàn phường Phước Trung và đoàn phường Phước Nguyên. Sau lễ ra mắt, các đội tình nguyện chuyển đổi số công cộng, đoàn phường Phước Trung và đoàn phường Phước Nguyên phối hợp với các chi nhánh ngân hàng tuyên truyền vận động thu thập thông tin dữ liệu hỗ trợ người dân các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt theo kế hoạch giai đoạn 1 của kế hoạch tuổi trẻ bà rịa tiên phong chuyển đổi số diễn ra đến hết tháng 6 năm 2022 ở giai đoạn này thanh đoàn bà rịa đặt mục tiêu 100% đoàn viên thuộc khối công chức lực lượng vũ trang 580 người dân sử dụng điện thoại thông minh đều cài đặt sử dụng các hình thức ngân hàng điện tử ví thanh toán 360 hộ kinh doanh vận hành điểm thanh toán bằng mã QR thay cho tiền mặt.